Rồi xin chào mấy bạn. Cành đại dương mình đã được đưa lên YouTube rồi và công khai bán cho bà con mình. Nhắc lại là giá 3,8 triệu một can, can 20 lít. Mấy bạn tưới được 16.000 lít nước nha. Tức là một lít mấy bạn tưới cho mình 600-800 lít nước, thì tưới đồng hạng được khoảng 12-16.000 lít nước tha hồ mà tưới. Thì tính ra chi phí hữu cơ, chi phí NPK và chi phí DB nó rất là rẻ, nó rẻ hơn nhiều lắm nha. Sáng giờ khách lại, khách ở địa phương ở đây, khu vực Phong Điền của mình lại ghi hết mấy can rồi. Còn đây là mình gửi cho khách ở xa nè. Đó, còn đây là cái quà tặng nè, mình quấn thêm cái quà tặng cho khách hàng của mình nha. Do cái can này mấy bạn nó hơi nặng thì mình gửi bên bưu điện. Cái này là cái mã số bưu điện ha, như là những cái thùng xô nuôi trái mình gửi bên bưu điện. Để bạn nhìn cái thành phần, nhìn cái thành phần là mê liền đấy. Chắc hữu cơ lên tới 62,7%, gần 62,8%. Đây, axit phun viết cộng axit phun viết lên tới 62,8%, axit amin 6,63%, lăng hữu hiệu 5%, kali hữu hiệu 6%. Đặc biệt là cây công nghệ ion hóa ngăn chặn sự suy thoái và phục hồi cây trồng của mình. Đó, các bạn thấy này, mình quay tổng thể cái can cho mọi người coi, mình quay từ tổng thể cho mọi người coi nha. Đó là chút. Đó. Cái can mình như thế này các bạn, mình làm phải kỹ mới được, để không thôi là do nặng á. Một cái can là như thế này 20 lít, nhưng mà tỷ trọng lên á, cái nặng thực tế của nó luôn cái thùng luôn mình gần khoảng 27 kg lận nha, nhưng mà nó chỉ có 20 lít thôi, nhưng mà nặng khoảng 27 kg. Rồi tỷ trọng nó cao. Thì mọi chi tiết liên hệ thắc mắc về cái can đại dương này, cách xài, cách sử dụng như thế nào đó, thì bà con cứ inbox cho mình, liên hệ cho mình ha, để tư vấn nhiệt tình. Dùng trong giai đoạn nào? Dùng trong giai đoạn là phục hồi, nuôi trái, lấy cây đọt nha. Đó, tưới được mọi giai đoạn. Giờ mình có thể, khách hàng hỏi mình là có thể thay thế hữu cơ được không? Mấy bạn tưới cho mình. Thí dụ như mấy bạn đã bón hữu cơ cây trước rồi, cây này mấy bạn không bón hữu cơ, mấy bạn dùng cây này mà lấy cây đọt tuyệt vời luôn. Mấy bạn tưới vào 15-20 ngày sau là rễ nó ra trắng hết như giá vậy đó mấy bạn. Đó, khởi động. Một hai ngày đầu cây đã dương. Cái nào ta? Can đại dương của mình ha. Sáng giờ là đi hơn chục can rồi. Hàng ở đây với gửi hàng online nó hơn chục can rồi. Đó, rồi cảm ơn bà con. Can đại dương. Cái can rất là đẹp mấy bạn. Cái màu xanh. Màu xanh can thiết. Cái màu xanh dương nó rất là đẹp. Đại dương, cái can đại dương là mình đặt cái tên can đại dương là nó bao la, nó rộng, bao quát hết nha. Thì mình dùng được trong mọi giai đoạn hết. Rồi, cảm ơn bà con rất nhiều.